Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Longines. Đây là một chiếc khá là đẹp, sản phẩm nằm trong bộ sưu tập là La Grand, một trong những bộ sưu tập kinh điển của Longines. Cái ấn tượng của mình khi cầm chiếc Longines này trên tay có lẽ không thể bỏ qua đến cái thiết kế phần khung vỏ. Nó được thiết kế một cái phần càng, phần lắc tu nắc nó gần như là rời ra với cả cái phần thân này. Tuy nhiên thì nếu anh em nhìn ở mặt sau thì cái phần càng, phần lắc tu nắc này nó sẽ liền luôn với cả phần đáy. Nó tạo ra hiệu ứng rất là hay. Đó, chúng ta sẽ có phần đáy liền luôn với phần lắc tu nắc nhá. Và phần thân vỏ bên trên thì sẽ được cố định với cả phần đáy bởi những con ốc vít. Chiếc này của chúng ta sở hữu một cái đường kính kích thước không quá lớn, là size khoảng 34-35mm. Một cái size khiêm tốn như thế này thì sẽ phù hợp với anh em cổ tay nhỏ và cổ tay trung bình. Anh em tay to có thể bỏ qua. Độ dày chiếc này thì thực sự rất là mỏng mọi người ạ. Chiếc này mang cho mình cỗ máy automatic nhưng mỏng chỉ như một chiếc đồng hồ pin. Có thể nói độ mỏng nó chỉ loanh quanh khoảng độ 6-7mm mà thôi. Đó, với một chiếc đồng hồ cơ mà có độ mỏng như này thường hãng sẽ trang bị bộ máy có tay. Tuy nhiên chiếc này của chúng ta là một trong những cái bộ máy automatic, có thể nói là một trong những bộ máy mỏng nhất ở thời điểm hiện tại. Với thiết kế toàn bộ phần thân vỏ được mạ PVD Yellow Gold và phần nung quàng cũng không quá dài này thì nói chung anh em cổ tay lý tưởng tầm 16cm trở xuống sẽ rất là đẹp. Mặt đeo được thiết kế một cái mặt trắng, và đây không phải là mặt trắng thông thường. Đây là một cái mặt đeo màu trắng sứ. Đó, một cái mặt men trắng này thì nó sẽ làm cho bộ kim cặp bên trong của chúng ta nó sẽ hiển thị rõ ràng hơn rất là nhiều. Mặt số được thiết kế đơn giản với những cặp số La Mã cùng với cả bộ kim được thiết kế hai kim. Và với chiếc đồng hồ mà được thiết kế hai kim này, nó làm cho chiếc đồng hồ chúng ta nó đơn giản đi rất là nhiều. Và nó cũng làm cho cái độ mỏng chiếc đồng hồ nó giảm đi đáng kể với sự lực bỏ mất đi một kim dây dài. Và để anh em biết được cái chiếc đồng hồ có hoạt động hay không thì chúng ta có thể lật mặt sau và chúng ta nhìn vào vị trí 3 lần. 3 lần của chúng ta sẽ là một cái bánh xe cân bằng và nó sẽ liên tục di chuyển. Đó, anh em thì thấy ạ. Hiện tại thì đồng hồ chúng ta đang vận hành, tuy nhiên thì chúng ta có thể để ý thời gian nó sẽ dịch chuyển qua cái kim dây này, kim phút này. Đó, chúng ta sẽ có dòng chữ Longines và biểu tượng cánh chim nằm tại góc 12 giờ. Bên dưới thì sẽ là dòng chữ Automatic và Squid, rất là đẹp. Mặt kính sử dụng vẫn là một cái mặt kính sapphire nguyên khối. Phần khung vỏ chiếc này thì được mạ PVD Yellow Gold, núm nằm tại góc 3 giờ để giúp anh em dễ dàng lên cóp và chúng ta có thể kéo núm ra chỉnh giờ. Đi kèm sẽ là sợi dây được thiết kế khá là đẹp, và đây là bộ dây độc quyền của dòng La Grand. Đó, với thiết kế rất là nhiều mắt và chúng ta sẽ có những cái chỉ trắng đan xen với cả những cái chỉ vàng. Toàn bộ là mạ PVD Yellow Gold với mạ PVD của Longines thì nó thực sự rất là bền màu. Đó, đi kèm thì sẽ là một cái bộ khóa bướm của Longines rồi. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy Calibre L593.2. Bộ máy này thì quay trên nền tảng của máy ATA 2000-1. Và với bộ máy này thì anh em sẽ có 20 chân kính, tần số rộng là 28.800 cùng với thời lượng chữ code là 40 giờ. Bộ máy được hoàn thiện rất là đẹp. Mình sẽ phóng lên gần để anh em nhìn rõ hơn ạ. Đó, với những cái vân thớ được đánh mà chúng ta sẽ có những vị trí như là vị trí ổ cót này, cùng với vị trí chân kính và những cái đầu trục rất là rõ ràng. Ở phần đáy chúng ta sẽ có những thông tin như là dòng chữ độ chống nước 30m này, mặt kính sử dụng là mặt kính sapphire. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái số series number nữa. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm. Đó, toàn bộ phần đáy thì sẽ được cố định bởi những con ốc vít, thì với thiết kế này thì sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta nó tăng khả năng chống sốc cũng như là khả năng kháng nước tốt hơn rất là nhiều. Và với chiếc Longines La Grand, chiếc này bên mình về với tình trạng là còn đồng hồ vào hộp của hãng. Chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt cho anh em trải nghiệm, mức giá chỉ 14.500.000 mà thôi, áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Các sản phẩm bên mình bán ra thì cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.